Afghanistan biểu tình phản đối vụ xung đột ở biên giới với Pakistan, tin từ Kabul. Người dân Afghanistan hôm nay đã xuống đường để phản đối về một khu vực biên giới đang có tranh chấp với Pakistan, nói rằng họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước của mình. Một vụ đụng độ mới đã xảy ra trong sáng sớm hôm nay tại khu vực biên giới giữa hai nước, một dấu hiệu mới nhất cho thấy tình hình căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. Các quan chức Afghanistan cho biết, vụ đụng độ hôm nay đã nổ ra sau khi quân đội Pakistan đã tìm cách sửa chữa một cổng biên giới trong huyện Ghoshta của Afghanistan, nơi mà tuần trước một cảnh sát biên phòng của Afghanistan đã bị giết chết trong một cuộc trao đổi hỏa lực. Hiện vẫn chưa biết có trường hợp thương vong nào trong vụ đụng độ vào sáng hôm nay hay không. Pakistan được xem là một yếu tố quan trọng trong việc mang lại sự ổn định cho Afghanistan, trong khi hầu hết các lực lượng Tây phương đang chuẩn bị rút khỏi Afghanistan vào cuối năm tới. Hoa Kỳ và các cường quốc khác tham chiến tại Afghanistan đã cố gắng để thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước láng giềng châu Á đã có một lịch sử không tin tưởng nhau. Trong một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã trở nên tồi tệ, Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai trong tuần trước đã kêu gọi Taliban quay súng vào kẻ thù của Afghanistan, những người mà ông cho rằng đã có những âm mưu để phá hại Afghanistan. Ông Karzai đã ra lệnh cho các quan chức có hành động ngay lập tức để phá bỏ tất cả các cửa khẩu và các căn cứ quân sự Pakistan được dựng gần đường ranh giới Durand, là đường biên giới đã được thiết lập bởi Anh quốc vào năm 1893. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Azad Chaudhry đã kêu gọi bình tĩnh và hợp tác, nói rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp giữa Afghanistan, Pakistan và tất cả các bên liên quan. Afghanistan và Pakistan đã có một mối quan hệ căng thẳng kể từ khi Pakistan được thành lập vào năm 1947, khi chấm dứt thời kỳ thuộc địa của Anh quốc tại Ấn Độ. Afghanistan chưa bao giờ chính thức công nhận đường biên giới Durand giữa hai nước. Ông Chaudhry nói rằng đường biên giới Durand là một vấn đề đã được giải quyết và mở lại thảo luận về vấn đề này sẽ phản tác dụng. Ông Chaudhry cũng nói rằng các trạm kiểm soát của Pakistan tại biên giới rất quan trọng để giám sát mọi hoạt động đi qua biên giới bất hợp pháp. Afghanistan cho rằng các hoạt động của cả hai bên dọc theo đường biên giới Durand phải được sự chấp thuận của cả hai nước.